là giỏi. Không phải lắp tại đây. Bởi cái này là anh xã nó vừa. Nhanh đi chuyển cho người khác còn lâu mãi một cái. Và bát cơm thì là xong, nó lúc con không nhìn là nó quay ra nó xúc nguyên thịt nó ăn. Và ăn thịt
xiết vào đi. Rồi đã ý rồi.